Đâu vậy? Hello con nghe cô nói không? Yes. Đã sửa cam chưa vậy con? Chưa sửa cam luôn hả? Con về con nói Yes. mẹ sửa cam chưa? Yes. Con về nói mẹ coi sao thử thông lên nha. Yes. Rồi. Bây giờ con lấy cho cô một tờ giấy đi, mình kiểm tra từ cái xem. Học thuộc từ vựng chưa? Yes. Ok con. Kiểm tra xong rồi. Ôi, chưa có kiếm được. Rồi chưa nào? Con đánh số nha. 15 từ nhé Vi. Yes. Con đánh số đi. Xem. Không kiếm được cái rồi ở đây con sẽ có từ thứ nhất nào. Rồi, con có từ thứ nhất, ý tưởng. Con không nghe rõ. Ủa, con không nghe rõ hả? Yes. Bây giờ con nghe rõ hơn chưa? Con thử mở cái loa của con lớn hơn thử. Yes. Con mở chưa? Bây giờ con nghe rõ Yeah. hơn chưa? Yes. Rồi, bây giờ con nhìn nè, con làm cái từ vựng này đi. 15 từ con nhé. Nào, từ thứ nhất ý Con không tưởng. thấy. Ủa, không thấy luôn hả? Sao kỳ vậy Yes. ta? Rồi, Vi thấy chưa con? Yes. Number one. Con Con có không thấy màn thấy. hình không? Ủa sao không thấy No. ta? Vì vậy. Con thấy màn hình nhưng mà không thấy cái chữ. À, con có thấy cái màn hình, cái bảng màu trắng không? Yes. Mà không thấy chữ hả? Ví dụ giờ Yes. cô bấm enter. À, ví dụ giờ cô bấm này. Sao lại không thấy chữ ta? Cái bảng mà không thấy chữ sao? Rồi, được không? Bây giờ con có thấy không? No. Không biết vì À, sao không? yes. À, chắc là do mạng yếu quá. Con đợi xíu nha. Rồi con thấy chưa nào? Con đợi xíu đi, nó đang chạy lên đó. Thấy không? Thấy không Vy ơi? No. Bây giờ có thấy không con? No. Sao vậy nhỉ?
Rồi con nhìn thấy màn hình này không? Màn hình của xe đây Yes. không? Ok. Rồi, bây giờ con sẽ có nè. Vựng thứ nhất ha. One. Ý tưởng con nhìn thấy chưa? Yes. Ok, từ thứ hai. Con sẽ có là cần. Từ thứ ba, cầu vồng. Từ thứ tư, đất nước. Từ thứ năm, đôi giày. Từ thứ sáu, bị ướt. Từ thứ bảy, vai. Từ thứ tám, bụng. Từ thứ chín, cánh. Từ thứ mười, đuôi. Mười một, trẻ. Mười hai, già. Từ mười ba, cơ thể. Từ thứ mười bốn, chỗ ngồi. Và từ cuối cùng là nón bảo hiểm. Rồi khi nào con xong con gửi chụp gửi cho cô nha. Có chụp gửi được không? Con hết bài số 8, bài số 5 này mình sẽ có bài kiểm tra nha Vi. Yes. Ừ. Rồi con xong chưa nào? Con xong con chụp hình gửi cô đi. Con chưa xong. Rồi ok, con làm cho xong đi.
Bài số 8 với bài số 8 mới là kiểm tra. Ô xin lỗi chưa, mình phải học tới bài số 8 lận. Con xong rồi. Rồi con chụp con gửi cho cô đi nào. Dạ rồi. Ok, rồi để cô xem cô nhận được chưa. Rồi, câu có từ thứ nhất nào. Idea. Need. Rainbow. Country, shoes. Con có từ thứ năm, đôi giày là phải là gì? Ông cô dạy con có cái cụm gì? A pair. Pair up. A pair of shoes. Bị ướt, con sẽ có cái cụm là bị wet hoặc là get wet. Wet là ướt thôi, còn bị ướt là get wet. Shoulders, stomach, stomach, wing, tail, young, old. Body, sit, helmet, helmet. Con có cái từ nón bảo hiểm là từ nào? How do you spell it? Helmet. Như vậy chứ. Helmet. L, H, E, L, M, E, T. Ok. Rồi. Đó là bài vậy, từ vựng của con ổn rồi đó. Rồi bây giờ mình học tiếp phần tiếp theo nha. Rồi, để cô share bài với con. Rồi. This one. Rồi, mình đang học ở cái chỗ này. Bây giờ mình học tiếp nào. Rồi, con thấy màn hình cô share chưa? Yes. Xem. Rồi. Hôm trước mình đang học tới đoạn nào? Mình học hết từ vựng ha. Bây giờ con sẽ qua tới phần này. Now we continue with this one. Now can you see the screen I share? Con nhìn thấy màn hình của xe không? A. Five sentences pair. Five sentence pairs. Con hãy tìm những cặp câu about different kinds of weather. Về những cái loại thời tiết khác nhau. Color the purple. Hãy tô những cái này mà liên quan những cái vòng tròn này nè, liên quan tới tuyết á, thì bằng màu tím, rain, blue, wind, green, rainbow, pink, moon, yellow, sun, red, I'm white, I make the leaves fall from trees. Rồi, bây giờ con sẽ tô màu đi. Con chỉ cần tô một tí xíu thôi, Vi. Ở vào những cái câu này nè, con sẽ có cái câu nào mà liên quan tới snow thì là sẽ dùng màu tím, rain màu xanh dương, wind green, rainbow pink, moon yellow, sun red. Now let's do this. Con làm đi nào. Yes. Okay, let's do this.
đợi cột xuống. À, con làm tiếp đi. Vì hiểu bài đó Yes. không? Ok. Rồi con tô màu đi với con làm đi nào. Con tô một tí xíu thôi cũng được. Con tô hết làm chi? Yes. Có phần nào có từ nào mới con nói cô nha. Yes. Còn những câu còn lại con không biết làm hả hay sao? Yes. Ok, rồi mình xem nha. Nào. I'm white. Cái gì thì màu trắng? Con thấy có gì màu trắng? I'm white. Cái gì màu trắng nào? À, câu này dễ vậy mà sao không biết làm? Cái gì màu trắng? Con thấy ở đó những cái gì thì màu trắng nào? Snow. No, thì con sẽ tô màu. Purple, ok. Nào,
I make the leaves fall from trees green. Okay. I can change things from dry to wet. Dry, what does it mean? Có từ dry nghĩa gì nào? Dry. Từ dry nghĩa gì Vy? Từ dry nghĩa gì vậy con? Từ dry này nè, dry to wet nè, dry nè. Từ này nghĩa gì? Khô sen ướt. À, từ khô mà sang ướt thì là sun. Hả? Really? Cái này phải màu gì? Đọc cho kỹ xem. Hả? Change things. Change. Con có từ change. What does it mean? Con có từ change nghĩa gì nào? Con có từ change nghĩa gì vậy? Từ change nghĩa gì con? Alo, con nghe cô nói không? Con không nghe cô nói hả? Yes. Có nghe được không vậy? Yes. Ừ, thì cô hỏi con là từ change nghĩa gì vậy? Change. Change ở trong câu số 3 nè. Okay. I can change I things. don't À thì không biết từ change đâu làm được. Cô nói từ nào không biết nghĩa phải nói cô mà. Đâu có từ change có nghĩa là thay thay đổi. Tôi có thể thay đổi mọi vật từ khô sang ướt. Who am Yes. I? Thì là cái gì? Ông mặc sân. Hả? Từ khô sang ướt mà sao mà xanh được? Rainbow. Hả? Sao mà rainbow mà chuyển cái gì mà từ khô sang ướt được hả? Win. Không, khô sang ướt mà Vi. Từ khô mà sang ướt là phải cái gì? Con đang khô ráo mà con gặp cái gì thì con sẽ bị ướt. Rain. Ở rain chứ. Phải không? Ừ. Yes. Đúng rồi. Nó sẽ có là rain. Vậy thì ở đây cái ô này phải là màu gì? Đây là purple nè. Number 2 is number 2 con sẽ có là rồi. Bây giờ mình hết giờ cái chỗ này rồi mình thoát ra rồi mình vào mình học tiếp nha con. Yes. Ok con.